1001 câu chuyện. Hello các bạn nha, hôm nay chúng ta lại tiếp tục tận dụng giấy tập để vẽ một nàng công chúa trang điểm. Dụng cụ thì gồm có bút chì và cơm thôi các bạn ạ, và một ít bút màu nha. Còn cách vẽ đó thì các bạn cứ vẽ theo chị là được rồi. Đó, trên tập á thì nó sẽ có ô ly rất là dễ luôn. Các bạn đếm cái ô ly mà chị vẽ đó, sau đó đó thì các bạn sẽ vẽ theo. Đó, đảm bảo là sẽ ra được một nàng công chúa xinh đẹp giống như là chị vẽ luôn. Đó, và chị vẽ rất là cẩn thận, từng bước một chậm chải cho các bạn vẽ theo nè. Đó, nàng công chúa sẽ để cái ngôi ở chính giữa rẽ ra hai mái hai bên, ở trên đầu sẽ mang một chiếc vương miện đơn giản có ba cái hình chóp ở trên nha. Ngay cái vương miện thì các bạn sẽ làm thêm hai cái phần búi tóc nè. Đó, giống như là tai thỏ cũng được nha, nhưng mà đó là búi tóc của công chúa đó. Vì công chúa đó thì thường sẽ được làm tóc rất là kiểu cọ luôn. Sau đó thì mái tóc mới là để xuống như thế này. Rồi các bạn thích là công chúa để tóc dài hay tóc ngắn nè. Đó, một hồi mình tính sau nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần cổ của công chúa. Rồi, ở chính giữa là cái khuôn, cái sống mũi. Sau đó các bạn canh như thế này là ra được cái phần mắt nè. Đó, các bạn canh đều, thấy không? Hai bên tính theo ô ly luôn đó. Các bạn đếm theo ô ly của chị nha, là sẽ vẽ được một cặp mắt to, tròn. Nét nào cong thì các bạn vẽ theo cong, nét nào thẳng thì vẽ thẳng. Ở chính giữa là hai hòn bi để vẽ cặp mắt thì các bạn cũng vẽ theo ý như vậy luôn. Là chúng ta đã có được một cặp mắt to, tròn của nàng công chúa rồi. Rất nhanh chóng đúng không? Và hôm nay chị còn chấm thêm cho công chúa một cái chấm giống như là của người Ấn Độ vậy đó. Và khuôn miệng thì chúm chím nhỏ xinh. Tô thêm tròng mắt nữa. Như vậy là khuôn mặt của nàng công chúa trang điểm xinh đẹp đã được hiện ra rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ thêm cái bờ vai nha. Chị đang bị ho đó, do trời lạnh nè. Các bạn chú ý cẩn thận khi trời lạnh nha. Và cái cổ chị thấy nó hơi to, vì chị muốn vẽ nàng công chúa theo phong cách chibi, thì cái cổ nó chỉ nhỏ bằng tí xíu thôi. Rồi cái vai nó chỉ bằng khuôn mặt, cho nên hồi nãy chị đã bôi bớt đi đó các bạn. Và chị vẽ cho nó nhỏ lại. Sau đó thì chị cũng sẽ vẽ các phần người của nàng công chúa nó nhỏ tương ứng với lại phần vai nha. Bởi vì cái quyển tập mà chị xếp theo chiều ngang á thì nó không có được dài, cho nên chúng ta chỉ vẽ được công chúa theo hình dáng của một chibi. Và công chúa sẽ được mặc một chiếc áo bẹt vai, cổ lá sen bèo giống như thế này nè. Đó, cái cổ áo này á nha, bạn nào mặc cũng xinh hết luôn á. Không tin á thì có dịp các bạn nói ba mẹ mua một chiếc váy có cái cổ cánh sen như thế này nha, nhìn rất là xinh. Đặc biệt phần eo á lại còn được nhấn nhá bởi cái dây nơ và cái đai thắt lưng, thắt eo nữa đó các bạn. Và các bạn biết chị đang làm gì không? Thấy cái khuôn mặt buồn quá, chị làm hai cái mép cho nó tươi lên, giống như là công chúa đang cười. À hi hi, chào công chúa. Công chúa hãy cười lên đi, vì chúng tôi đang thiết kế cho công chúa một chiếc váy rất là đẹp nè. Đó, chiếc váy có bèo dúm ở hai bên nữa. Rồi, ở phía dưới này thì nó sẽ xòe ra như thế này nha các bạn. Nhưng sao tự nhiên chị lo nhìn khuôn mặt công chúa, cho nên chị vẽ cái bèo nó hơi bị túm lại. Bây giờ chị lại phải lấy cơm để bôi bớt đi rồi. Có cục gơm cũng tiện thật các bạn đúng không? Vẽ sai thì mình vẽ lại, đâu có gì đâu mà phải ngại. Rồi, chị rất thích nơ. Ở phía sau chị cho công chúa một cái nơ to, thật là to. Nó nhìn thấy ở phía trước luôn. Và đây nè, đó cái dây nơ nó còn bự như vậy đó. Rồi phía dưới này thì mình sẽ vẽ cái chân bèo. Sau đó thì mình vẽ gì ta? Thôi cứ tạm thời vẽ như vậy đi. Một hồi tô màu thì mình sẽ tính thêm. Còn tay của công chúa thì chị sẽ vẽ và chọn dáng tay xòe ra hai bên như thế này. Bởi vì đây là công chúa trang điểm, hai tay lúc nào cũng sẽ xòe ra để chuẩn bị cầm những cái vật dụng như là bông phấn nè, hộp phấn, cây son, chai nước hoa, chai sơn móng tay để trang điểm cho mình. Đó, trời ơi mê nói thì cái tay bên đây nó lại bị nhỏ rồi, cho nên chị phải bôi và lại vẽ lại cho nó to bằng cái tay bên đây nha. Rồi chính giữa cái cằm cổ này nè, cái cổ đó các bạn, chị cho công chúa đeo một cái hạt ngọc. Rồi cái bây giờ vẽ tóc nè.
chị ướm thử rồi, chị thích công chúa là tóc dài như là công chúa tóc mây vậy đó. Công chúa tóc rất là dài và bông bềnh như thế này. Ở trên cái tai thì còn đeo hai viên ngọc nữa nha. Đây, xinh xắn chưa? Và chúng ta nhớ vẽ thêm những cái sợi tóc cho cái mảng tóc của công chúa nhìn nó không có bị trơ nha các bạn. Nhìn thì nó rối nhưng tô màu lên thì các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn. Và ở đây chị thấy nó cũng hơi trống, cho nên chị quyết định làm thêm hai cái kẹp đính bông hoa cho cái tóc của công chúa, nó xinh đẹp như là công chúa tóc mây nha. Các bạn thấy sao? Hôm nay chị thiết kế một nàng công chúa trang điểm, đội vương miện, kẹp tóc, có mái tóc bồng bềnh, đó rất là xinh. Còn đây thì là bút màu nè, bút màu chì chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ thì chị sẽ tô màu mái tóc vàng ống ả cho nàng công chúa nha. Đó, chúng ta phối hợp màu chì, màu lông và cả màu sáp nha. Nhưng không đủ chỗ để cho nên chị chỉ để bút chì cho các bạn xem thôi. Bây giờ là phần của bút sáp, bút lông nè. Đó, bút lông chị sẽ tô cái vương miện và những cái bông hoa cho nó nổi trên cái nền vàng của bút chì. Còn những viên ngọc thì chị thích màu xanh da trời, cho nên đây sẽ là những viên ngọc màu xanh. Tiếp theo thì để cho nó nổi bật bức tranh lên thì chị sẽ viền tất cả bằng cây bút lông màu đen. Chú ý là vẽ thật cẩn thận nha, nếu không nó bị lem thì sẽ rất là xấu luôn. Đây, chị quen tay rồi, hồi nãy chị có vẽ rồi, cho nên bây giờ chị vẽ có phần nhanh hơn một chút xíu. Đó, còn các bạn chưa quen thì có thể vẽ từ từ ha. Rồi, chúng ta nhớ là sẽ viền tất cả, nhưng không viền những cái nét tóc ở bên trong của công chúa nha, để tránh nhìn cho nó rối bức tranh lên. Đó, và khi tô như thế này nè, lúc tô màu á, nó cũng sẽ dễ dàng cho các bạn hơn nha. Để không thôi á, nó dễ bị lem ra cái nền khác. Bây giờ tới phần quan trọng, đó là chị sẽ vẽ mắt, vẽ chân mày cho công chúa. Chị này thì chị chỉ vẽ phần mi, phần mày thôi. Còn con mắt bên trong chị sẽ lấy màu xanh để chị tô. Vì chị đã nói chị thích màu xanh mà, cho nên cặp mắt công chúa sẽ có màu xanh. Rồi chấm một chấm đỏ, cái miệng cũng đỏ đỏ. Còn các bạn nghĩ màu xanh không đẹp thì các bạn có thể tô màu mắt khác cho công chúa nha. Và chiếc váy thì là công chúa đội vương miện vàng, cho nên chị cũng sẽ trang trí thêm màu vàng cho chiếc váy ở phần nơ, phần bèo. Và chị lại ưu tiên cho màu xanh nữa rồi. Không biết là các bạn có thích màu xanh hay không, nhưng chị rất thích bầu trời. Bởi vì bầu trời xanh mát thì chúng ta có thể đi chơi, có thể tung tăng khắp nơi. Cho nên đó là lý do chị thích màu xanh của bầu trời, mà nó cũng giống màu xanh của biển cả nữa đúng không? Ở trên là bầu trời nè, ở dưới là biển cả. Wow! Thiết kế váy cho công chúa chị cũng tính ra rất là ý nghĩa đúng không? Còn phần nơ này á là đỏ nè, đó, cái nơ giống như là hai quả cherry vậy đó các bạn ơi. Còn đây là những bông hoa cherry nè. Bởi vì chị thích ăn cherry, nhưng chị không vẽ cherry lên áo mà chị vẽ hai cái nơ giống như trái cherry vậy đó. Rồi những bông hoa nữa. Sau đó thì chị sẽ tô màu nó lên. Phần váy thì chị sẽ tô màu hồng. Rồi xong rồi đó, màu vàng á, vẫn còn lạc quá cho nên chị lấy thêm màu sáp chị tô. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ viền cho bông hoa, rồi hoa tai, rồi chúng ta sẽ chấm những viên ngọc đỏ nè. À, trên áo để cho chiếc áo nó thêm lung linh nha. Chiếc áo công chúa không thể để đơn giản như vậy được. Đó, với hiệu ứng những cái sọc này á, các bạn thấy không? Nó hơi bị giống những cánh bướm rồi đó nha. Thấy nó đã xinh hơn rồi đúng không nè? Nếu thấy xinh thì cho chị một like nha. Chị đã cố gắng hết sức để vẽ ra một nàng công chúa trang điểm cho các bạn xem. Đây là phần vẽ tô mắt nè, tô má hồng nữa đó. Bây giờ mới trang điểm nè. Rồi sau đó sẽ đánh phấn cho công chúa. Đó, dưỡng da cho công chúa nha. Rồi kem chống nắng cho công chúa nữa. Đánh ở cả phần cổ và cả phần tay luôn nè. Bây giờ công chúa đi chơi không sợ bị nắng. Sau rồi, nhìn xem đẹp không nè. Xin chào các bạn, mình là công chúa trang điểm. Mình rất thích trang điểm luôn. Cho nên bây giờ chị sẽ thiết kế cho công chúa một cái tủ trang điểm. Đây, tủ của công chúa cũng có hình bông hoa ở hộc kéo á. Rồi ở phía trên cũng có
ngăn kéo để đựng những vật dụng nhỏ, rồi đến là một cái gương nhỏ nhỏ. Thấy chưa, gương nhỏ nhỏ này á, chị vẽ không có đều cho nên chị sẽ viền lại một chút xíu, canh làm sao cho nó đều hơn nha các bạn. Rồi chị sẽ dùng họa tiết cánh hoa để trang trí cho cái gương. Và như vậy thôi, đơn giản lắm. Đây, cái chân nó thật là dài vì đây là cái bàn mà. Đó, xinh không nè. Nhưng chưa hết đâu, đó là phần gương nhỏ thôi. Bên đây còn có một cái gương to cho công chúa soi nữa nè. Nó là phần gương đôi nha, một lớn và một nhỏ. Lại tiếp tục ngăn ra, cái gương bên đây á, nó to gấp đôi cái gương bên kia luôn, và còn cao hơn nữa. Các bạn xem nè, chị phải chấm ở chính giữa và canh vẽ để cho nó đều đó, chứ không đều á thì hư luôn, vì chị không vẽ bằng bút chì trước. Lần này chị thật mạo hiểm khi vẽ thẳng luôn bằng bút lông đó các em. Còn nếu như các em chưa quen á thì các em có thể vẽ bằng bút chì trước, giống như hồi nãy mà chị vẽ công chúa nha. Và nhớ đó là chúng ta sẽ viền cái phần gương nè cho nó nổi bật lên, nếu không á tất cả các nét mà bằng nhau thì nó sẽ không nổi bật. Các em thấy không, có nét lớn nét nhỏ nhìn nó sẽ xinh hơn. Còn bây giờ đố các em, chị đang vẽ gì nè? Màu xanh, nhìn không biết là cái gì đúng không? Chị sẽ nói luôn, đây là hộp phấn mắt của công chúa. Bây giờ chúng ta sẽ tô nhiều màu lên đây cho công chúa chọn màu. Nếu công chúa thích tô màu mắt nào thì nhìn vào bảng màu này và chọn nha. Ở trên là một chiếc gương nhỏ nữa đó. Tiếp theo, đây nè, là một cây son. Chị sẽ lấy màu đỏ để làm phần son ở phía trên cho công chúa tô son đó. Tiếp đến, dụng cụ trang điểm và làm đẹp dĩ nhiên không thể thiếu, đó là một cái cây sơn móng tay màu đỏ luôn nha các bạn, cho nổi bật. Tiếp đến là một cây bút chì kẻ chân mày. Đó, chị sẽ lấy màu nâu và lấy màu đen làm cái ngòi nè. Rất là dễ đúng không nào? Chỉ cần chúng ta chăm chỉ ngồi vẽ cho công chúa từng món một. Như vậy là chúng ta đã thiết kế được cho công chúa một cái bảng màu rất đẹp. Và đó, chị mới vẽ xong số 8 và một cái chấm tròn. Đó chính là một hộp phấn má hồng đó và một cây cọ. Rồi, như vậy là bộ đồ trang điểm đã hoàn thành rồi. Tiếp theo, ở trên này chị sẽ vẽ cho công chúa những cái tuýp kem nha. Chúng ta sẽ có kem dưỡng trắng da ban ngày, rồi kem dưỡng trắng da ban đêm, sau đó là kem dưỡng ẩm da, rồi kem trị mụn, rồi kem, rất là nhiều kem, có cả chai nước hoa nè, hay là chai xịt khuẩn cũng được nha các bạn. Sau đó thì các bạn nhớ tô màu sáp lại, nhìn cho những cái tuýp của chúng ta nó đẹp hơn. Rồi, và son dĩ nhiên phải rất là nhiều nên chị vẽ thêm một cây son nữa. Wow, wow, wow. Rồi, xong rồi. Bây giờ chỉ cần lấy màu sáp tô thêm cái phần cái bàn nữa là xong rồi đó. Công chúa trang điểm và bàn trang điểm, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Các bạn thấy xinh không? Nếu thích, các bạn có thể cắt ra để làm sticker công chúa trang điểm và bàn trang điểm. Tuy nhiên bữa nay thì chị sẽ không cắt ra, mà chị sẽ để ở trên cuốn tập như vậy để làm kỷ niệm nha các bạn. Đó, khi nào cần thì chị sẽ cắt ra, rồi lấy má hồng, lấy son, lấy tất cả nè, sơn móng tay cho công chúa, đánh má hồng, đánh phấn, xịt nước hoa, rồi đánh kem chống nắng cho công chúa để công chúa đi chơi. Đó, tự mình tạo cho mình một cái sticker như thế này cũng rất tuyệt vời đúng không? Và video này chị dành tặng cho các bạn nào rất yêu thích sticker nhưng mà ba mẹ lại không cho mình mua sticker chơi, thì có thể học theo chị để vẽ ra công chúa trang điểm và bàn trang điểm để mình có thể cắt ra và làm đồ trang điểm cho công chúa nha. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thích cái video này thì đừng quên cho chị một like và bấm đăng ký thành viên kênh để ủng hộ chị và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo ha. Yêu các bạn nhiều, chúc các bạn học được cách vẽ và luôn xinh đẹp như nàng công chúa trang điểm này nha. Yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.